chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tuần của báo Cà Mau điện tử. Hôm nay ngày 20 tháng 3, bản tin có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cà Mau phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. 10 năm công ty điện lực dầu khí Cà Mau đóng góp vào ngân sách gần 2.400 tỷ đồng. Nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Giải khát cho người dân dùng khát biển Bạch. Kính thưa quý vị và các bạn, phấn đấu sản lượng tôm nuôi đạt trên 280.160 tấn và kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 là mục tiêu mà đề án nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững nghề nuôi tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Vừa đưa ra tại hội thảo góp ý vào ngày 18 tháng 3, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện trường đại học. Mục tiêu đề án đặt ra là đến năm 2020, Cà Mau ổn định diện tích nuôi tôm khoảng 280.000 ha và phấn đấu năng suất nuôi bình quân khoảng 1 tấn 1 ha trên 1 năm. Theo đó sẽ đạt sản lượng 280.160 tấn và mang về kim ngạch xuất khẩu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, tức tăng gấp đôi hiện nay. Nhiều chuyên gia phân tích, để đạt được mục tiêu trong đề án, tức mỗi năm ngành nuôi tôm của tỉnh phải đạt tốc độ tăng trưởng từ 25% trở lên. Con số này cao hơn nhiều so với con số bình quân của cả nước là 11-12%. Để đạt được mục tiêu đó, nhiều chuyên gia cho rằng Cà Mau cần tạo ra cú đấm thép cho nghề nuôi tôm. Đó là phải giúp người dân kiến thiết lại đồng ruộng, cải tạo đồng ruộng bằng những mô hình cụ thể. Và điều không kém phần quan trọng là cần có các gói tín dụng cụ thể cho từng loại mô hình nuôi để tạo ra bước đột phá thực sự. Tuần qua, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau long trọng kỷ niệm 10 năm thành lập. 10 năm là một chặng đường khá dài, một dấu mốc để đánh giá những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty luôn hết mình vận hành hai nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 an toàn hiệu quả. Kể từ khi vận hành thương mại đến nay, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã đóng góp vào lưới điện quốc gia hơn 69 tỷ kWh, chiếm 51% tổng sản lượng của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đến nay, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau đã đạt doanh thu trên 95.000 tỷ đồng và nộp ngân sách địa phương gần 2.400 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ công nhân viên của công ty còn đóng góp vào an sinh xã hội của tỉnh trên 10 tỷ đồng. Nhằm trang bị dụng cụ phòng ngừa đuối nước và góp phần hạn chế những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông đường thủy gây ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau tổ chức tặng 1.000 áo phao của nhà tài trợ cho các em học sinh thuộc các xã ven biển. Tại mỗi điểm đến, đoàn tặng 200 áo phao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường bằng phương tiện giao thông thủy ở các huyện Ngọc Hiển, Nam Căn, Cái Nước, Đầm Dơi và huyện Trần Văn Thời. Tổng trị giá phần quà lần này gần 300 triệu đồng, do công ty dệt may Nam Việt có trụ sở tại thành phố Hà Nội tài trợ. Kính thưa quý vị và các bạn, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao sử dụng nhà lưới lót bạc đáy ao, máy vận hành xử lý nước đang chứng minh tính hiệu quả vượt trội. Mô hình này mang lại lợi nhuận cao cho nông dân, thay thế cách nuôi tôm công nghiệp truyền thống hay gặp rủi ro, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp triển khai mô hình này, bước đầu cho năng suất bình quân trên 40 tấn 1 hecta. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao theo đúng quy trình, nhưng bù lại tỷ lệ thành công của mô hình này rất cao, lên đến trên 80%. Hiện nhiều hộ dân tại xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau bắt đầu chuyển sang áp dụng mô hình này thay thế cho hình thức nuôi tôm công nghiệp truyền thống. Anh Thái Minh Thức, ấp Cái Nai, xã Hòa Tân, là một trong những hộ dân đầu tiên của xã mạnh dạn đầu tư từ 2 năm nay. Mỗi năm, anh thu về lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng sau 3 vụ nuôi. Thì cái phần nuôi này thì thấy cái phần hiệu quả thì nó cao hơn cái địa đất. Mà điều đầu vốn đầu tư thì nó nặng thôi, chứ nếu mà làm được thì nó ok lắm, nó không có gì đâu. Thì cái này nó bị gì, cái cát môi trường đó mình đã kiểm soát được hết, các thứ luôn. Còn như cái địa đất thì mình đâu kiểm soát được môi trường. Cái phần nuôi này thấy nó hiệu quả nó cao hơn, nó có cái đó.
ăn chừng 150 mét vuông thì có thể như 200 triệu mới ông làm được. Làm được mà còn cái tỷ lệ thành công thì nó 70%, mà một năm mà nuôi được 3 vụ hoặc 4 vụ. Nếu 3 vụ thì nghỉ ngơi là được, còn nếu 4 vụ chắc suốt à. Diện tích nhỏ thì mình làm đìa nhỏ thôi chứ gì đâu. Đìa 500 cũng được, 700 gì tùy theo khả năng diện tích đất mình. Đây là mô hình đòi hỏi công nghệ cao, người dân phải tuân thủ đúng quy trình. Để nuôi tôm theo mô hình này, người nuôi cần chuẩn bị ao nuôi, ao ương, ao lắng, ao xử lý, ao chứa phân, bồn và hệ thống xử lý biogas. Chi phí đầu tư để cải tạo ban đầu từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi hecta. Người nuôi cũng cần phải chọn con giống chất lượng, tuân thủ đúng quy trình xử lý nguồn nước đầu vào và hút các chất bẩn ra khỏi ao nuôi hàng ngày. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng bù lại hiệu quả mang lại lớn và ít rủi ro hơn. Vì thế, hiện nay nhiều hộ dân mạnh dạn chuẩn bị ao đầm để triển khai áp dụng. Chỉ riêng xã Hòa Tân đã có gần chục hộ chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai áp dụng. Hiện nay là tôi đầu tư hai ao nuôi diện tích cái mỗi ao nuôi đó là 800 mét vuông đáy, hai ao đồng nhau, rồi cái diện tích ao lắng thì ba ao, một ao lắng đục, một ao xử lý, một ao sẵn sàng. Vậy là ba ao đó thì cũng trên 6.000 mét vuông nữa. Còn tổng diện tích mà nuôi theo cái quy trình này hiện nay khoảng hecta 1. Đây là mô hình được xác định mang lại hiệu quả kinh tế cao nên địa phương đang triển khai nhân rộng. Ngoài ra, công ty CB Việt Nam cam kết chuyển giao công nghệ đồng hành cùng người nuôi để nhân rộng mô hình này. Qua tổng kết các mô hình nuôi tôm thì thấy là tỷ lệ nuôi thành công của cái mô hình này là đạt khoảng 80%. Thì qua cái tổng kết thì xã có mời tổng kết mô hình, xã có mời các cái hộ dân tham dự, thì nhìn chung là bà con rất phấn khởi với cái mô hình nuôi tôm này. Thì xã là hiện là đang vận động bà con là những hộ có điều kiện là phát triển thực hiện cái mô hình này. Đến khoảng quý 2 của năm 2017 này sẽ phát triển thêm 7 hộ sẽ thực hiện mô hình này. Đây cũng là một trong những mô hình được tỉnh Cà Mau đánh giá cao với nhiều ưu điểm như kiểm soát được môi trường, giảm được rủi ro do thời tiết khắc nghiệt và kiểm soát được dịch bệnh thường xuyên xảy ra so với quy trình nuôi truyền thống. Đến thời điểm này, trong toàn tỉnh là đã có trên 200 hectare đã chuyển đổi từ cái quy trình nuôi thâm canh cũ sang cái nuôi năng suất cao theo cái hình thức là siêu thâm canh, như tôi vừa nói. Cái hiệu quả rất là tốt. Và cái kế hoạch phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong cái thời gian tới. Trong năm 2017 thì dự kiến chúng tôi đã phát triển cái loại hình nuôi này là phải từ 500 hectare trở lên. Trong đó hai hình thức là chuyển đổi các hình thức nuôi phân tán trong dân. Cái thứ hai là kêu gọi các cái doanh nghiệp đầu tư vào cái loại hình nuôi này, thì hiện tại là có một số doanh nghiệp đang là triển khai thực hiện các cái khu nuôi là công nghệ cao. Đến nay là đã có khoảng trên 20 hecta là đã nuôi rồi, của cái doanh nghiệp nuôi rồi, và thêm khoảng trên 200 hecta là đang tiếp tục là triển khai là xây dựng cái vùng nuôi theo cái hình thức là nuôi siêu thâm canh tập trung. Thì định hướng tới năm 2020, cái loại hình nuôi siêu thâm canh này là phải phát triển đến 1.000 hectare trong toàn tỉnh, tăng góp phần quan trọng cho cái tăng năng suất và tăng cái sản lượng tôm nuôi của tỉnh Cà Mau để thực hiện đạt cái mục tiêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có sự quan tâm và đầu tư đúng mức, thì mô hình nuôi tôm công nghệ cao sẽ là giải pháp hữu hiệu thay thế cho hình thức nuôi tôm theo cách truyền thống hiện nay. Nó sẽ đảm bảo hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi tôm, đồng thời nâng cao chất lượng đầu ra của con tôm Cà Mau. Bởi nuôi theo công nghệ này, chất lượng đầu ra là con tôm sạch, không tồn dư kháng sinh. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui trong tuần qua là mùa khô năm nay, hơn 1.400 hộ dân xã Biện Bạch, huyện Thới Bình không còn cảnh nơm nớp lo thiếu nước ngọt sinh hoạt nữa khi dự án cấp nước khu vực Tân Bằng Biển Bạch chính thức vận hành trở lại.
Như chúng ta đã biết, cảnh thiếu nước ngọt diễn ra dai dẳng ở hơn 1/3 địa phận có cư dân của xã Biển Bạch và một phần của xã Tân Bằng, huyện Thới Bình nhiều năm qua. Địa phương và các ngành chức năng rất nỗ lực nhưng nhiều công trình cấp nước cục bộ được đầu tư cũng không thể giải được bài toán khác cho dùng. Để đảm bảo có nước sinh hoạt, trước đây mỗi hộ dân ở Biển Bạch phải đổi nước ngọt với giá không thể kiểm soát, thậm chí có lúc lên đến hơn 100.000 đồng mỗi mét khối. Tôi đó hen, lúc trước tôi không có nước, tôi mần vô nực, tôi nhảy xuống sông, nước mặn tôi tắm lên, tôi xối dài ca nước ngọt, bữa nay có nước ngọt rồi tôi mừng. Tắm rửa đồ sạch sẽ, bây giờ khỏe lắm. Đời sống hồi đó tôi tắm nước mặn không, bây giờ tôi tắm nước ngọt rồi đó. Tôi đi tới đâu tôi cũng khoe trên nhà nước, hiện giờ cho nước tôi có nước xài đó. Đầu năm 2017, dự án cấp nước với quy mô lớn nhằm bảo đảm cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân khu vực Biển Bạch Tân Bằng đã khởi động. Dự án với tổng chiều dài các tuyến hơn 70 km, cung cấp cho hơn 80% số hộ dân trong vùng khác được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thì hồi lúc mình không có nước thì mình cực khổ, giờ mình có nước thì mình mừng, vì có nước mình xài. Có nước ngọt mình xài, vì mình xây cái nước hồi đó không có, mình xây cái nước rồi phèn bỗng rồi mình nấu ăn uống đâu được đâu. Chỉ nhờ tắm rửa rồi rửa chén bậy bạ nữa hà. Bây giờ có nước nè, giờ mình nấu cơm, đồ nấu canh, nấu riêu mình ăn cũng vẫn bình thường, không có gì chứ, nó ngọt mà nó sạch. Cái việc mà có nước này thì nhân dân của xã Biển Bạch là rất là vui trong cái việc mà ăn uống tắm giặt hàng ngày. Việc thứ hai nữa thì đảng bộ cũng như là ủy ban thì sẽ có cái kế hoạch để vận động bà con cái trồng cái hoa màu trên cái đất mà bỏ hoang hồi trước tới giờ. Việc thứ hai nữa thì tạo cái điều kiện mà chăn nuôi. Việc này trước đây thì cái việc chăn nuôi của xã Biển Bạch cũng rất là hạn hẹp do cái nước. Thứ hai nữa là sinh hoạt gia đình. Vậy là kể từ mùa khô năm nay, cư dân vùng Biển Bạch không còn nóng chuyện thiếu nước sinh hoạt nữa. Thay vào đó, địa phương sẽ triển khai vận động nhân dân phát triển sản xuất trong mùa khô hạn. Bởi trước đây, do thiếu nước ngọt, người dân không thể trồng hoa màu vào mùa hạn nên vùng này gần như hoang phế. Việc nữa thì cũng mừng là cái đầu tư cái dự án này thì lúc đầu thì theo cái dự án thì dân của mình lại tham gia cái đối ứng là 14%, thì trên dưới khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau quá trình mà xã rồi làm tờ trình rồi họp dân rồi làm việc với huyện với tỉnh thì cuối cùng thì tỉnh đã thống nhất đầu tư 100% là từ cái ống cái đến cái đồng hồ thì từ 4m đến 5m là dân không tốn đồng nào, thì nhà nước sẽ miễn phí toàn bộ. Còn từ cái đồng hồ nước chở vô nhà thì dân tự kéo. Cùng với những dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã, trong tương lai không xa, vùng Biển Bạch sẽ vươn lên như bao vùng giáp ranh khác của huyện Thới Bình. Sau khi tốt nghiệp trung cấp tin học và ngoại ngữ năm 1998, chị Quỳnh Thị Bích Thúy quyết định về làm việc tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau. Chị đã gắn bó với nơi đây hơn 19 năm qua. Để bổ sung kiến thức phục vụ công việc, chị tranh thủ vừa học vừa làm và tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm vào năm 2003. Vượt qua mọi khó khăn, chị Thúy quyết bám giường, bám ruộng, bám dân để nghiên cứu và tham gia nhiều dự án, để tạo ra những giống cây sạch bệnh, khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Miệt mài trong phòng thí nghiệm, hăng hái xuống cơ sở để khảo sát và lấy mẫu, chị Thúy và các đồng nghiệp không ngại khó khăn vất vả. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người phụ nữ. Hiện chị Thúy cùng các đồng nghiệp đang thực hiện dự án nhân giống cây keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, bước đầu mang lại nhiều kết quả rất khả quan. Cung cấp giống cây keo lai sạch bệnh, khỏe mạnh cho bà con trồng rừng. Mình làm cái công tác này thì chủ yếu là mình cũng muốn giúp cho dân mình là đưa những cái giống tốt để đưa vào sản xuất cho nó có hiệu quả. Thì nói chung là mình đưa giống sạch bệnh cho dân để dân hướng tới cái ứng dụng công nghệ sinh học trong những năm tới á, thì cho nó được phát triển ngày càng tốt hơn. Tận tụy gắn bó với công việc đã chiếm hết phần thời gian của chị. Thế nhưng khi trở về nhà, chị luôn là chỗ dựa vững chắc cho các con, cùng chồng xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc, là tấm gương cho các con noi theo. Được sự ủng hộ, động viên và chia sẻ của gia đình, không riêng chị Thúy mà các chị em trong Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau cảm thấy đó là nguồn động lực lớn nhất để vượt qua khó khăn vất vả.
để nghiên cứu tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng một cách tốt hơn các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Riêng về chị Quỳnh Thị Bích Thí cũng như là lực lượng chị em phụ nữ là viên chức của trung tâm có rất nhiều cái sự đóng góp cho hoạt động phát triển của đơn vị cũng như là cái công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của tỉnh Cà Mau. Những cái đề tài, những cái dự án do chị em phụ nữ làm chủ nhiệm đã triển khai thực hiện có những cái kết quả đạt được rất là có ý nghĩa trong thực tiễn. Ví dụ như là cái dự án trồng nấm linh chi, cũng như là cái dự án đang triển khai, đó là cái dự án trồng nhân giống keo lai bằng phương pháp nuôi cái mô, phục vụ cho công tác trồng rừng của tỉnh Cà Mau. Phía sau những tán rừng keo lai bạc ngàn, những giống cây trồng vật nuôi mới được chuyển giao cho người nông dân, có hình ảnh của người phụ nữ miệt mài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Việc làm thầm lặng của các chị trong Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau thật đáng trân trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần của báo Cà Mau điện tử hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau. Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết.